Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hàng Chầm Vlog. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một món ăn, đó là mì cay khổng lồ siêu to. Giờ mời các bạn cùng làm với mình nha. Nguyên liệu gồm có hàng mua là tổng cộng là 6 cái mì sam giang nha các bạn. Đó là hiệu này nè, mà thường thường là bán 30.000 gói, nhưng mà trong siêu thị thì giảm giá chỉ còn 26.000 thôi. Và tôm và bạch tuộc tươi sống nha các bạn, mình làm sạch sẽ như thế này rồi nè. Rồi mình mua một bịch nấm kim chi, nấm này là nấm rất là ngon, mà hai loại luôn, mình mua mỗi thứ một loại là hai bịch. Và đây là cải cải nha các bạn, cải thìa á. Và đây là hai bịch mama kim chi, kim chi Hàn Quốc đó các bạn, mình cũng mua trong siêu thị luôn, bịch có 15.000 thôi các bạn ơi. Và xúc xích, nấm gơm và một chén ớt xay, cà chua, hành và rau thơm, rồi thêm cá viên chiên nha các bạn. Và không thiếu đó là một chai tương cà dừa tươi. Và sau đây là mình sẽ dùng một cái nồi bự này, tổng cộng là 10 lít nước đó các bạn, là mình nấu lên, mình nấu đun sôi lên và bỏ dừa vô nấu luôn nha các bạn. Và sau đây là mình sẽ đổ nước dừa vô nha các bạn, khoảng chừng 3 trái dừa xiêm là được rồi các bạn ơi. Bỏ vô cho nước mình nó đậm đặc và nó ngon hơn. Mình nấu một nồi mì hải sản siêu cay khổng lồ nha các bạn. Nếu các bạn thấy kênh mình hay á, thì nhớ chia sẻ và like, đăng ký kênh cho mình để mình làm nhiều video mới cho các bạn xem nhé. Kênh Hằng Trần Vlog. Trong khi chờ đợi nước dừa và nước mình sôi á, thì mình sẽ cắt mì ra nha các bạn. Đó, giờ sau đây là mình sẽ cắt mì. Rồi sau đây con gái mình sẽ cắt mì đây. Cắt đi con. Rồi hai anh em cắt mì cho lẹ. Cắt mì rồi để ra cái mâm nè. Và sau đây là mình sẽ cắt niêm mình bỏ ra ngoài tô nha các bạn. Đây là những thành viên là chuẩn bị một hồi nữa ăn mì siêu to khổng lồ nha các bạn. Chào chào các cô chú đi các con. Chào các cô các chú. Và sau đây là mình sẽ cắt kim chi nha các bạn. Cắt kim chi bỏ ra chén. Một hồi nữa nước sắp sôi rồi, nước dừa mình sắp sôi rồi là mình sẽ thả hết tất cả những gia vị, những thực phẩm này vào là mình sẽ có một nồi mì siêu cay khổng lồ. Giờ mình bỏ vô đây. Thơm quá. Cay xé gió luôn. Thêm một chén ớt xay nữa. Từ có nghe mì gì đâu. Cái muỗng. Mì siêu cay á là mình có nấm kim chi, nấm này là rất là ngon, nấm tiết đó các bạn. Cải ốc thảo rất là ngon. Cải bắp thảo này là làm dưa kim chi Hàn Quốc đó các bạn. Cay siêu cay luôn. Ủa ơi, cho hết vào luôn hả? Ừ, hai bịch. Này ngon thì chai nữa. Ba anh em đang đợi mì siêu cay khổng lồ đó các bạn ơi. Ăn vô, bán chén một chén luôn. Ba anh em mình chén cho. Đó, hai bịch kim chi của mình đổ qua chén. Các bạn ơi, nếu các bạn ở đây thì các bạn sẽ nghe cái mùi đặc trưng của kim chi nha. Chua chua, chua chua y chang là dưa chua vậy đó. Mùi giống như đúng rồi, mùi cô có thấy mùi của kim chi. Giờ là mấy đứa là ăn độ cấp độ mấy? Siêu cay cấp độ mấy? Cấp độ 20. Trời ơi. Cấp độ 10, cấp độ 10 thôi ông ơi. Cấp độ 10 ăn nổi không? Nổi. Rồi thôi cho cấp độ 7 được rồi. Rồi độ 7. Rồi quốc độ 7. Một chén ớt đó đó. Một chén ớt luôn. Rồi sau đây là mình chế cỡ nửa chai tương cà vô cái tô nước sốt siêu cay nha các bạn. Tương cà thơm quá các bạn ơi. Em hú bụng dậy. Nồi nước dừa của mình và nước lẹo của mình đang sôi nha các bạn. Giờ mình đang chuẩn bị mình bỏ gia vị vô. Sau đây là mình bỏ hết tất cả gia vị vô các bạn.
Ủa rồi sau này mình bỏ cái tô nước sốt vô. Đỡ nha. Dạ. Chứ nữa anh, chứ nữa không à. Ôi trời. Đi vô, đi vô. Mẹ. Ra. Nước không ghê vậy. Rồi đổ đậy vô đi. Thì chứ đồ ăn nó là sẽ là thêm để là yếu mạng nữa. Quá trời thơm các bạn ơi, ngon lắm. Nước dừa nó thơm nữa, thêm mùi nước dừa nó ngọt nước. Rất là thơm, đủ gia vị luôn. Mùi mì siêu cay khổng lồ của mình đang chuẩn bị sắp sửa chính rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ mì vô. Bỏ nào? Dìm xuống luôn, dìm xuống. Bỏ mì vô. À, quá siêu to luôn. Đây nữa. Rồi sau đây là nồi mì cây khổng lồ của mình đã chín rồi các bạn. Rồi bây giờ sau đây là bây giờ là ba đứa Ginh lên lầu đang ăn nè. Một hai hơi giờ đi đi nổi không? Ginh nổi không? Hơi giờ biến đi ông ơi. Rồi khiên đi. À biến. Rồi giờ là lên tới đây đó hả? Nhanh vậy. Rồi kêu lên đi. Lên đây, lên lên. Mì siêu cay cũng lộn. Rồi siêu bơ đâu? Rồi Phú ngồi sát lên Ngọc Hăng. Ngồi có thấy gì tụi bay đâu. Rồi đầu múc. Rồi, sống lại nha, sống lại vô. À, chú ít nè. Rồi, nạo mì lên ăn đi. Nãy ăn đã chưa? Không thấy dữ đâu á. Ngồi bên Hoang không ngồi, ngồi đâu mà. Ngồi sáng Hoang ăn đi. Ăn trống. Rồi vô, xuống ra ăn luôn.
cây khổng lồ mà Phú uống hết nguyên một chén cây luôn, quá hay. Đạt số 1 Việt Nam. Các bạn ơi, ngon lắm. Ngọt cây, nhỏ lớn chưa ăn nào cây chưa. Giờ mới cây nè. Giờ mình không phải thử thách nữa. Thử thách cây, siêu cây. Ngọc Hân cũng siêu cây mà thử thách luôn ha. Thấy chưa, Phú một chén mì cây siêu cây uống hết nước luôn. Này mới đúng là người ăn cây đó. Rồi uống nước vô rồi. Cây ngồi và lả lơi hết rồi. Rồi ăn đi. Nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết. Chạy quá. Có kim chi đó chà, ngon ăn không? Vô dùi áo rồi. Các bạn ơi, các bạn. Nè đây nhìn nè.
gấp lên ăn. Lột tôm ăn đi mấy đứa. Trời ơi, ăn cấp độ 12. Con ăn hết cấp độ 12 luôn. Ghê vậy? Rồi, Dưỡng ăn cấp độ mấy? Con ăn cấp độ 100. Ngọc ăn cấp độ mấy? Cấp độ 1 tỷ. Trời ơi, rồi, muốn cấp độ mấy? Cấp độ 1 triệu. Thôi mà ơi. Cấp độ 10 tỷ. Ờ, rồi, ghê vậy? Giờ cây đứa nào cũng lả lơi hết rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, vẫn ăn tiếp. Vì một chục subscribe. Vì vô có tắm không? Trời ơi, răng súng tùm lum vậy. Tôm quá trời mà sao Hương nói tôm ăn nè. Giờ kênh của mình cũng quá dài rồi các bạn ơi. Giờ mình xin kết thúc tại đây. Các bạn nhớ chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Đăng ký để được nhiều subscribe. Nếu đạt 1 triệu subscribe thì con sẽ làm một manh gà gá siêu to khổng lồ nha cô chú. Tạm biệt cô chú. Gớt dạ. Tạm biệt cô chú đi. Rồi mấy đứa nè, tạm biệt nè. Tạm biệt cô chú ha. Tạm biệt cô chú. Rồi bye. Hẹn lại clip sau là sẽ làm một mâm gà gá siêu to khổng lồ nha. Hát rồi, cái trò chơi. Rồi, bye. Rồi.